Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Sài Gòn Hoa sẽ giới thiệu đến cho mọi người một loại cây mà được ưa chuộng để sử dụng trồng làm cây bóng mát, cây công trình. Đó là cây sấu Hà Nội. Và ở miền Nam thì cây này thường được gọi là cây lâm cấp. Và cây này có hai giống, đó là cây sấu trắng và cây sấu tía. Hiện tại thì vườn Sài Gòn Hoa có giống cây sấu trắng. Và với cây sấu này thì chúng khá ưa chuộng và phát triển tốt ở khí hậu miền Nam. Do đó, trồng làm cây công trình, cây bóng mát ở các biệt thự hoặc là ở các công viên, ở khuôn viên của các trường học. Ngoài ra thì các anh chị cô chú cũng có thể chọn cây sấu này để trồng ở trong sân vườn nhà mình. Và hiện tại thì cây sấu của vườn Sài Gòn Hoa này thì chúng cao khoảng tầm 2 đến 3 mét và đường kính thân từ 4 đến 5 cm. Và cây này thì được vườn Sài Gòn Hoa trồng khoảng 2 năm, được ươm dưỡng rất là tỉ mỉ và chăm sóc cẩn thận, được tỉa cành và tỉa tán thường xuyên, và rễ cây thì sẽ phát triển ổn định trong bầu. Do đó khi bứng cây vận chuyển xa thì sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến bộ rễ. Và có nhiều cô chú anh chị thắc mắc rằng là tại sao trồng cây sấu nó không ra trái, hoặc là bảo là do mua phải cây sấu đực nên không ra trái. Thật ra thì vấn đề này thì Sài Gòn Hoa xin được giải thích cho cô chú và anh chị. Đó là đối với cây sấu thì để cây ra hoa và đậu trái, nó cần phải có nhiều yếu tố. Mà trong đó quan trọng nhất đó là đầu tiên, cây sấu cần phải đủ tuổi để có thể ra hoa và đậu trái. Thông thường đối với cây sấu thì khoảng tầm 5 đến 6 năm cây mới bắt đầu cho ra hoa. Còn trong điều kiện mà các anh chị ươm bầu như thế này hoặc là sử dụng cây trong bầu như thế này về trồng trong sân vườn thì sẽ mất khoảng tầm từ 6 đến 7 năm cây sấu mới có thể ra hoa. Và điều kiện thứ hai để cây sấu ra hoa thì sẽ là phụ thuộc vào yếu tố khí hậu và nhiệt độ. Cây sấu ở Hà Nội hoặc là ở vùng ngoài Bắc ra hoa và đậu trái bởi vì ở ngoài Bắc thì sẽ có một mùa đông lạnh. Đầu tháng 3 đến tháng 4, cây sấu sẽ bắt đầu rụng lá và sau đó sẽ ra một đợt lá non mới và ra hoa ở đầu mỗi cành. Còn ở Sài Gòn cũng như là khí hậu miền Nam thì nắng nóng quanh năm và sẽ không có mùa đông kéo dài, không có khoảng thời gian để cây nghỉ đông dự trữ chất dinh dưỡng. Do đó, để cây sấu ra hoa cũng như là đậu trái ở khu vực miền Nam thì điều này cũng sẽ rất là hạn chế. Và cây sấu là cây hoa lưỡng tính. Do đó, những thông tin về việc mua phải cây sấu đực không ra hoa là thông tin hoàn toàn sai. Mặc dù không ra hoa, không đậu trái, nhưng ngược lại, quý anh chị, cô chú có thể chọn cây sấu trồng trong sân vườn vừa có thể chắn gió, vừa cho bóng mát. Ngoài ra thì lá non của cây sấu cũng có thể dùng như một món rau và ăn thì vị của nó cũng sẽ hơi giống với lá cóc, hơi chua và chát nhẹ. Và quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mua cây sấu thì có thể liên hệ đến Sài Gòn Hoa hoặc là ghé đến vườn của Sài Gòn Hoa để có thể tham quan, xem và lựa chọn cho mình những loại cây ưng ý để có thể trồng trong sân vườn của mình.